嗨，大家好，我叫王七宁，今天我要跟你们说一下 SHK51330。今天我生病了，所以我的声音有点小，请大家感通哦。我们开始吧。第一题，最近报纸和网络上谈光盘行动，你知道吗？知道，就是号召大家文明用餐，反对浪费。光盘行动鼓励人们怎么做？减少污染，珍惜现在，多献爱心，节约食物。最近人的报纸毛。和网络的嘛，最近报纸和网络上人的钱包玩钱嘛，谈光盘行动，谈了那个来，光盘行动，光盘的那个 CD 呢？给的 CD，你知道吗？你知道吗？Bạn có biết không？行动的那个给 hành động。Quang phái hành động, cái hành động đĩa CD bạn có biết không? Thì chúng ta cần phải lưu ý một chút ở đây là quang ở trong tiếng Trung có nghĩa là hết sạch, phán ở đây là cái đĩa có nghĩa là sạch đĩa, nó có một cái nghĩa đen khác đó là sạch đĩa. Ví dụ chúng ta có là khơ quang bả, có nghĩa là uống hết đi, trong trường hợp chúng ta đi uống rượu đó, khơ quang bả. Quang phán ở đây là sạch đĩa hoặc là đĩa CD. Nǐ zhī dào mà, bạn có biết không? Zhī dào. Biết, chiều sư, hào trào tà gia, chính là hào trào kêu gọi hô hào tà gia, văn minh dùng chan, văn minh, dùng thức ăn một cách văn minh, đi ăn một cách văn minh, phản tuệ lãng phệ, phản tuệ là phản đối, lãng phí, quang phán hành động, cú lì rèn mên, zěn me zuò, quang phán hành động, cú lì Rèn mên zěn me zuò, quang phán hành động, quang phán hành động, cái hành động đĩa CD này, cú lì ở đây các bạn có thể là cổ vũ hoặc là khích lệ. Rèn mên zěn me zuò, mọi người, rèn mên chúng ta dịch là mọi người nhé, mọi người làm gì, zěn me zuò thì dịch sát sẽ là làm thế nào đúng không? Thì mình dịch là làm gì đi ha. Chén sảo, đáp án A là chén sảo, u rản, chén sảo là giảm bớt, u rản là ô nhiễm. Trân si hiện tại, trân si là trân trọng, trân si hiện tại, trân trọng hiện tại. Tua xiên ai xin, từ xiên ở đây là hiến trong từ cống hiến. Tua xiên ai xin sẽ dịch là cống hiến nhiều, giúp đỡ người khác nhiều, cho đi yêu thương nhiều hơn. Chế yue shú u, tích kiệm đồ ăn, thực phẩm. Vậy đáp án D sẽ là đáp án đúng. Đi, chế yue shú u. Thứ 2, bà chơ phần hoa bàn đào yáng thái sang chúy bà. Phàng chơ lì, chào bú đào yáng quang. Wǒ shì tè yì phàng wú lì dè. Zhè zhǒng hua jiù xǐ huān yín liáng de dì fàng. 关于这种花可以治到什么？不好养，严重缺水。喜欢阳光，不适合放阳台上。把这盆花搬到阳台上去吧。把这盆花 đem cái bồn hoa này 搬卷到đến Yang thái, cái ban công, sang truy bả lên. Đem bồn hoa này lên trên ban công đi. Phang zhe lǐ, để ở đây. Zhào bú dào yáng quang. Zhào đấy là chiêu. Trong từ zhào trái mao, con mèo chiêu tài đó. Zhào bú dào yáng quang. Ánh mặt trời không chiếu được. Wǒ shì tè yì fàng wú lǐ de. Tôi cố ý để nó ở trong phòng đó. Thưa ý, cố ý, đặc biệt đúng không ạ?
đặc biệt lưu tâm đến, cố tình để nó trong phòng đó. Chưa trùng hoa, cái loại hoa này, loài hoa này, chưa xì hoan, yên lắng tờ thị phẳng, yên lắng, cái lời âm u mát mẻ. Quan yu, chưa trùng hoa, khởi chư tạo sầm, liên quan đến loài hoa này thì chúng ta biết được điều gì? Bù háo yảng, không sẽ nuôi, không sẽ trồng. Yán trùng chue suy, yán trùng là nghiêm trọng, chue suy là thiếu nước nghiêm trọng. Xì hoan yáng quang, thích ánh nắng mặt trời, bù sư. Bù sư hờ, phòng yáng thái sọc, không thích hợp để dưới ánh nắng mặt trời. Là sư đi, đi, tá án sư đi ảo. Đi sán thí, đi sán thí, wǒ zuì jìn zǒng shì yào suān bèi tōng de. Nǐ biě zhěng tiān zuò zài diān nǎo qiān miàn, duō zhù qù duàn liàn duàn liàn jiù hǎo le. Nán de rèn wěi nǔ de wèi shí me huì bù shú fù. Què fǎ duàn liàn, gōng zuò tài lèi, jīng chǎng ǎo yè. Jīng chǎng ǎo yè, yǐn shí bù guī lù. Wǒ zuì jìn zǒng shì yào suān bèi tōng de. Wǒ zuì jìn, tôi gần đây, zǒng shì, luôn luôn, suốt ngày, yào suān bèi tōng de, mỏi eo rồi đau lưng. Nǐ biě zhěng tiān zuò zài diān nǎo qiān miàn, zhěng tiān là cả ngày, biế là đừng. Bạn đừng có cả ngày zuò zài diān nǎo qiān miàn, ngồi trước máy tính. Bạn đừng có ngồi trước máy tính cả ngày thế. Duō zhù qù, đi ra ngoài nhiều hơn. Tuàn liàn, tuàn liàn, rèn luyện cơ thể. Jiù hǎo le, là hết thôi. Nán de rèn wěi, nǔ de wèi shěme huì bù shú fù. Người đàn ông cho rằng, người đàn ông nghĩ là người phụ nữ tại sao lại bị ốm, bị đau. Chue phá toàn liện, chue phá đấy là thiếu hụt đúng không ạ? Toàn liện là rèn luyện, thiếu hụt rèn luyện hay dịch một cách là thiếu tập luyện cơ thể, thiếu tập thể dục. Công zuò tài lệ, làm việc bị mệt quá. Jīng chǎng áo yè, jīng chǎng là thường xuyên, áo yè, thường xuyên, áo yè, thức đêm. Yǐn shí bù guī lù, ẩm thực ăn uống không đúng giờ giấc. Vậy đáp án của chúng ta là A. Chue phá toàn liện, thiếu rèn luyện. 4. Nǐ kàn tōng zhī le ma? Cǒng xiā lǐ bài kái shí, shàng bān shí jiān piǎo zhěng wěi 9:30 le. Tài hǎo le, yān hòu le bàn gè xiǎo shí, wǒ zǎo shàng jiù bú yòng nà me gǎn le. Gěn jù duì huà, xiā liè nǎ xiāng zhèng què? OK. 4. 你看通知了吗? 你看通知了吗? 从下礼拜开始, 上班时间调整为 9:30了。 太好了, 延后了半个小时, 我早上就不用那么赶了。根据对话, 下列哪项正确? 你看通知了吗? Bạn đọc thông báo chưa? 从下 lǐ bài kái shí, cǒng xiā lǐ bài kái shí, tù tuần sau, shàng bān shí jiān tiǎo zhěng wěi 9:30 le, thời gian làm việc tiǎo zhěng điều chỉnh lại thành 9:30 rồi. Tài hǎo le, yǎn hòu le bān ge xiǎo shí, tốt quá, yǎn hòu le bān ge xiǎo shí, muộn hơn nửa tiếng, wǒ zǎo shàng jiù bú yōng nà me gǎn le, buổi sáng sớm tôi không còn phải vội vàng như vậy nữa. Gěn jù duì huà, liên quan đến đoạn hội thoại. Xiā liè, ở bên dưới. Nǎ xiāng zhèng què, cái nào là đúng? A. Nǔ de hěn shì wàng, người con gái rất là thất vọng. Shàng bān shí jiān tuì hǒu le, thời gian làm việc bị lùi lại. Xiā bàn shí jiān tí qián le, thời gian tan làm sớm hơn. Nán de phản tuì tiǎo zhěng shí jiān, nán de
Phản đối điều chỉnh thời gian, người đàn ông phản đối việc điều chỉnh thời gian. 那我们的答案是 B. 对了，上班时间退后了。五五，别发愁了，要相信车到山前必有路。你说的对，说不定到时候就有解决办法了。女的是什么意思？五，别发愁了，đừng có buồn nữa, đừng có phát sầu nữa. 要相信, phải tin là 车到山前必有路, xe tới núi, ắt sẽ có đường để đi. Có nghĩa là cứ đi đi, rồi kiểu gì cũng sẽ có lối. Hay nói một cách khác là cứ làm đi, rồi cũng sẽ có cách thôi. Cứ đi đi, rồi cũng sẽ tới thôi. 你说得对, 你说得对, bạn nói đúng. 说不定, 说不定, không chừng, 到时候, đến lúc đó, 就有解决办法了, sẽ có cách giải quyết, 解决là giải quyết nhé, 办法là cách. 女的是什么意思? Người con gái có ý gì? A. 做事要谨慎, làm việc phải cẩn thận, 谨慎 là cẩn thận. B. 道路越走越宽, 道路越走越宽, đường đi càng ngày sẽ càng rộng. C. 问题总会解决的, 问题总会解决的, vấn đề sẽ luôn có cách giải quyết thôi. D. 看问题不能太片面, 看问题不能太片面, 片面 là nên là phiến diện ấy. Nhìn vấn đề thì không nên nhìn quá phiến diện. Vậy đáp án của chúng ta là C. 问题总会解决的。六，这个建筑方案相当不错，是谁做的？设计部的小张，他在今年这批新人里表现很突出。女的认为小张怎么样？这个建筑方案相当不错，是谁做的？这个建筑方案。这个建筑建筑的建筑方案方案相当相当的tương đối nha, 不错 tương đối tốt, 是谁做的 là ai làm thế? 这个建筑方案相当不错是谁做的 cái phương án về kiến trúc này tương đối tốt là ai làm thế? 设计部的小张tiểu trương ở bộ phận thiết kế他在今年这批新人里表现很突出。Trong cái đám người mới của năm nay thì anh ta biểu hiện rất là nổi trội. 女的认为小张怎么样? Người con gái cho rằng Tiểu Trương là người như thế nào? 想法巧妙, 想法巧妙, cách nghĩ khéo léo, 表现出色, biểu hiện xuất sắc. 经验不足, kinh nghiệm không đủ.设计风格单一，设计风格单一，cái phong cách thiết kế đơn độc. 那我们的答案是 B. 表现出色，体现出色。听你说话不像是本地人，感觉是成都那边的。你可真厉害，居然能听出来。我的确是成都人。关于男的可以知道什么？听你说话 nghe bạn nói, nghe anh nói, 不像是本地人, không phải là người địa phương ở đây. 感觉是, 感觉是, có cảm giác là, 成都那边的, ở thành đô.你可真厉害, bạn thật là lợi hại, bạn thật là giỏi. 居然能听出来, 居然能听出来, lại có thể nghe được ra, không ngờ là có thể nghe được ra. 我的确是成都人, tôi đích thực là người thành đô. 关于男的可以知道什么?
liên quan đến người đàn ông chúng ta có thể biết được điều gì? Rửa chính, hào khửa. Rửa chính, nhiệt tình. Hào khửa, hiếu khách. Xiang nian gia xiang, nhớ quê hương. Bú sư tăng tỷ rấn, không phải là người địa phương. Phủ thông hoa, biao chuẩn. Tiếng phổ thông, chuẩn. Nà wǒ men de dǎ án shì bú shì dāng dì rén, dǎ án shì xì. Bá. Bá. Bào guǒ lǐ miàn shì shénme? Chuāng liān. Nǐ bāng wǒ nǎ bǎ jiǎn dāo guò lái, chái kái kàn kàn zěnmèyàng. Tā mèn jiē xiā lái zuì kě néng yào zuò shénme? Bá. Bào guǒ lǐ miàn shì shénme? Chuāng liān. Nǐ bāng wǒ bǎ jiǎn dāo guò lái, chái kái kàn kàn zěnmèyàng. Tā mèn jiē xiā lái zuì kě néng yào zuò shénme? Bào guǒ lǐ miàn shì shénme? Bào guǒ, bưu phẩm. Trong bưu phẩm là gì thế? Chuāng liān. Chuāng liān, rèm cửa sổ. Nǐ bāng wǒ bǎ jiǎn dāo guò lái. Bạn giúp tôi đem cái kéo qua đây. Jiǎn dāo là cái kéo nhá. Chài khai, khàn khàn, zěnme yǎng. Chài khai, mở ra, xem như thế nào. Tā mèn jiè xiā lái, tiếp sau đó. Zuì kě néng yào zuò shénme? Có khả năng nhất là sẽ làm gì? Xǐ chuāng liān, giặt giặt cái rèm cửa sổ. Bì, chài bào guǒ, dỡ bưu phẩm, bóc bưu phẩm. Xì, quì yǒu jú, đi bưu điện. Đi, mái jiǎn dāo, mua kéo. Nà, wǒ men de dǎ án shì B, chái bào guǒ. Jiǒu. Zhěn qiǎo, měi xiǎng dào huì zài zhè er pèng dào nǐ. Ai, wǒ de qiān bào bù xiǎo xīn nòng diú lǎ. Shēn fèn zhèng hě yǐn hǎng kǎ dōu zài lǐ miàn, jiù gǎn jǐn lái guà shī lǎ. Nán de zěnme le? Jiǒu. Zhěn qiǎo, měi xiǎng dào huì zài zhè er pèng dào nǐ. 我的钱包不小心弄丢了，身份证和银行卡都在里面，就赶紧来挂失了。男的怎么了？真巧，啊，他的巧合，没想到会在这儿碰到你。 Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. 我的钱包不小心弄丢了。 我的钱包, cái ví của tôi, 不小心, không cẩn thận, 弄丢了, làm mất mất rồi. 身份证和银行卡 都在里面. 身份证, 身份证, chứng minh thư nhân dân, 和银行卡, thẻ ngân hàng, 都在里面, đều ở bên trong. 就 cán chỉnh lái quả sư là chiều cán chỉnh là nhanh chóng lái quả sư là quả sư là quả sư báo mất liền nhanh chóng đi báo mất nán đợ chẩm mơ lơ người đàn ông sao thế chém bao tiêu lơ chém bao tiêu lơ mất ví tiền rồi. Yue hui chí dào le. Yue hui chí dào le. Đến cuộc hẹn bị muộn. Shēn fèn zhèng guò qí le. Shēn fèn zhèng guò qí le. Chứng minh thư nhân dân bị hết hạn rồi. Yín háng khả mì mã wǎng le. Yín háng khả mì mã quăng lợ. Quên mất cái mật mã, mật khẩu của thẻ ngân hàng rồi. Nào wǒ men de dǎ án shì qiān bào diú lợ. Mất ví tiền rồi. Dǎ án shì A. Shí. Shí. Nǐn hǎo, huān yǐng guāng lín. Qíng wèn you shénme kě yǐ bāng nǐn de? Wǒ zuótiān dìng le yī jiān shāng wù fǎng. Wǒ xìng zěng.
他们最可能在哪儿？十，您好，欢迎光临，请问有什么可以帮您的？我昨天订了一间商务房，我姓曾，他们最可能在哪儿？您好，欢迎光临，叫吧，欢迎光临，欢迎吧，请问有什么可以帮您的？Xin hỏi, tôi có thể giúp được gì cho bà? 我昨天订了一间商务房。我昨天订了一间。Lúc này chúng ta phải đọc là 一间, 一间, 一 đứng vai trò là lượng từ thì đọc là thanh bốn nhé. 一间商务房, tôi đặt một cái phòng.商务房, phòng thương vụ. 我姓曾, 我姓曾, tôi họ Tăng. 他们最可能在哪儿? Họ có khả năng nhất là ở đâu? A. 宾馆, khách sạn. B. 宿舍, ký túc xá. C. 幼儿园, trường mầm non. D. 礼品店, 礼品店.Lý phỉn tiện, lý trong từ lý ụ, lễ vật. Lý phỉn tiện, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng bán quà tặng. 好的，我们刚刚学完十个题，希望大家回家努力学习。Chúng ta vừa học xong 10 câu đầu tiên của đề Hatakana 1330. Hy vọng các bạn về nhà chăm chỉ học tập. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào chào là, bye bye.嗨，大家好，又是我啦，王金宁。xin chào mọi người, lại là em đây, cô Jin đây. Nếu như chúng ta học Katakana thì bắt đầu từ câu 91 trở đi là sẽ cảm thấy hơi khó một chút. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu 91 đến câu 98 của đề Katakana 1330. Câu 91. 完成句子，完成句子。Hoàn thành câu. Lì rú, ví dụ. Phá biểu, phát biểu. Trở phiên luận vấn. Trở phiên luận vấn. Cái bài luận văn này. Sấm mở, sứ hộ. Sấm mở, sứ hộ. Khi nào? Sư, là, tơ. Chúng ta sẽ phải sắp xếp cái thứ tự này thành một cái câu theo đúng thứ tự. Trở phiên luận vấn. Sư,什么时候发表的？这篇论文是什么时候发表的？该bài luận văn này khi nào sẽ phát biểu? Chúng ta sẽ bắt đầu vào câu 91. Phủ định, phủ định, phủ định, từ bỏ. 轻易, 轻易, dễ dàng. 不要, đừng, không nên. 自己自己, 自己, bản thân mình. Rồi chúng ta thử làm câu này đi. Chúng ta thử làm xem. Nào, sắp xếp như thế nào để thành một câu có nghĩa nào? 不要轻易否定自己. 不要轻易否定自己. Đừng dễ dàng từ bỏ bản thân. Đừng dễ dàng từ bỏ bản thân. Ok, 92, câu 92. Chào ta, chào ta, hướng về anh ta. Xiao cậu, con chó. Giáo quầy ba, giáo quầy ba. Vậy cái đuôi, giáo là, lắc lắc, đúng không ạ? Chào ta, xiao cậu, giáo quầy ba, giáo là. Câu này chúng ta sẽ ghép như thế nào để thành một câu? Nào, ghép như thế nào nào? Mọi người nghĩ xem. Xiao cậu chào ta giáo lờ giáo quẩy ba. Xiao cậu chào ta giáo lờ giáo quẩy ba. Con chó hướng về anh ta vẫy vẫy cái đuôi. Đó. Hào ta 93, câu 93. Chỉnh nín, xin ngài. Cửa rấn, cá nhân. Ý xả, một chút. Xin chi,
信息通听登记登记开包、想一想，你们住哪，住在哪里呢？请您登记一下个人信息，请您登记一下个人信息。xin ông xin bà xin ngài đăng ký một chút, khai báo một chút. Cơ nhân xin xí, cơ nhân xin xí, thông tin cá nhân. Đó, xin ngài đăng ký một chút cơ nhân xin xí. Hào đơ, chúng mình có 94 nè, câu 94. Chữ lần này Trán lãn, trán lãn, triển lãm. Trí suy, liên tục. Duy trì, chiang, 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 hướng đến. Sư yue, sư yue, tháng tư. Trung xuyến, giữa, khoảng từ ngày 11 cho đến ngày 20 của một tháng. Trừ, câu này chúng ta sẽ làm như nào nhỉ? Zǎn me zuò lǎ? Xiǎng yī xiǎng. 此次展览将持续至四月中旬。此次展览，此次人类展览展览将和持续连动至零四月中旬。四月唐都。Trung xuyến giữa lần triển lãm này sẽ diễn ra liên tục đến sư yue trung xuyến. Sư yue trung xuyến diễn ra liên tục đến giữa tháng 4. Ok, 我们有 95 câu 95nhé. 两个队的 hai đội đúng không? 开始 bắt đầu. 差距 ở đây là cái khoảng cách. 逐渐 dần dần. 缩小 nhỏ lại. Ok, chúng ta sẽ làm như thế nào? 两个队的开始从差距逐渐缩小. Cái khoảng cách của hai đội thì dần trở lên thu hẹp lại. Chúng ta nói như nào? Cái khoảng cách của hai đội dần trở lên thu hẹp lại.khoảng cách của hai đội. 两个队的差距开始逐渐缩小。两个队的差距开始逐渐缩小。好的，我们来96看一下啊。麻烦 phiền phức 很 rất 营业执照营业专业执照 cái giấy đăng ký kinh doanh đó, 营业执照 办理 làm cái giấy tờ nào đó, 手续 thủ tục 的 của đúng không? Vậy chúng ta làm thế nào? Cái thủ tục làm giấy đăng ký kinh doanh rất là phức tạp. 怎么说? 营业执照的办理手续很麻烦。营业执照的办理手续很麻烦。营业执照的办理手续很麻烦。营业执照的办理手续很麻烦。改要土度 làm giấy đăng ký kinh doanh rất là phức tạp. 好的，97幸亏may mà, 幸亏你, 幸亏你, may là bạn, may cái gì đó, 发现了, phát hiện ra rồi đúng không? 合同里, trong hợp đồng, 及时 đây là kịp thời, 错误 là sai lầm, may mà bạn phát hiện kịp thời ra cái sai lầm ở trong hợp đồng đúng không ạ? 怎么说呢? 幸亏你
及时发现了合同里的错误。幸会你及时发现了合同里的错误。May mà bạn đã phát hiện kịp thời ra cái lỗi sai ở trong hợp đồng. Hào tơ, 93, câu 98. Câu cuối cùng trong phần sắp xếp câu của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem nhé. 这个方案, cái phương án này, 还, cần, còn, 修改 ở đây là sửa đổi, 进一步, thêm một bước, 需, có là cần đó, cái phương án này cần phải sửa đổi thêm một bước nữa, thêm một lần nữa, ok. Vậy chúng ta sẽ nói sao? 这个方案 还 需 进一步修改。这个方案给方案内还需中的需要cần呢còn cần 还需进一步 thêm một bước nữa 修改 sửa đổi cái phương án này cần phải sửa đổi thêm. Chúng ta vừa học xong phần sắp xếp lại câu từ câu 91 cho đến câu 98 của đề HSK 5 1330. Nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích, xin hãy theo dõi, chia sẻ và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào 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 chào, bye bye. 谢谢.